trong các loại sóng âm, sóng điện tử, sóng vô tuyến, sóng cơ, em thích nhất là bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Không nha em ơi, lớp 12 rồi, phải dùng lý luận văn học để mở bài nhá. Nhà thơ Ramsatov đã từng viết về lòng biết ơn như thế này: thơ ca, nếu không có người, tôi đã mồ côi. Thơ ca đã ra đời và song hành cùng với nhân loại như một phương tiện đắc lực và đầy cảm xúc, vừa giúp chúng ta bày tỏ nỗi niềm, vừa đi sâu vào khám phá thế giới nội tâm sâu kín. Tôi chợt bồi hồi nhớ đến nhà thơ Xuân Quỳnh sẽ cô đơn biết bao nhiêu nếu như không thể trao gửi tâm tình vào nghệ thuật. Bài thơ Sóng là tất cả nỗi niềm nội tâm sâu kín của người con gái tha thiết gửi vào trong từng dòng, từng chữ.